Ok em cá, xin chào tất cả các em nha. Rồi, thì tập hôm nay anh sẽ mang đến cho các em tiếp tục các cái series về Pokemon. Và hôm nay anh sẽ lắp tiếp một bạn Pokemon nữa mà anh rất là yêu thích, đó là bạn Dragonite nha. Ok, thì chúc mừng anh, đây là một Pokemon Dragonite của nhà sản xuất, đó là Elboyu. Tiếp tục là Elboyu nha. Thì trong cái hộp này chúng ta sẽ có một bạn các cái bánh Lego để lắp được bạn Dragonite này. Và nó có thể là Microbrick ha. Rồi, chúng ta sẽ có số tuổi ha, là 9 cộng này tiếp tục. Và các cái khối Lego sẽ là 240 cái khối ha, để lắp được bạn Pokemon này. Và ngoài ra anh nghĩ là nó vẫn giống như các cái hộp trước, là nó sẽ đi chung với một quả cầu Pokemon màu đỏ nha. Ok, và bên này phía sau hộp chúng ta sẽ thấy là chiều cao của mảnh màu xanh gì đây, thì nó có là 5, chiều cao là 5mm nha các em. Và chiều dài thì nó là 8mm. Ok. Rồi, và bên này chúng ta sẽ có một cái lỗ để check-in, là có thể nhìn thấy được bên trong nó sẽ có một các cái khối màu gì ha. Rồi. Ok, thì bây giờ anh sẽ mở hộp cho các em cùng xem. Và chúng ta sau đó chúng ta sẽ lắp nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ thấy một cái pack có các cái khối Lego mini. Chúng ta sẽ có một cái đế này, cũng là màu xi măng luôn này các em. Và các cái màu da của bạn rồng này, thì anh thấy cái màu này nó không được đẹp cho lắm ha. Nó hơi kiểu màu cam cam cũ các em. Và anh thấy một ít màu xanh lá cây. Thì xanh lá cây thì chúng ta sẽ làm cái phần cánh của bạn Dragonite này. Và màu đỏ để làm quả bóng ha. Và màu trắng cũng làm để làm cái tai của rồng, cái lông mày của rồng và cái móng vuốt của rồng ha. Ok. Và một ít màu đen này, màu đen để làm con ngưu của rồng nha. Rồi. Và một cái không thể thiếu đó chính là tờ giấy hướng dẫn này. Tiếp tục. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 này. 6 7 8 9 10 này. 11 12 13 14 15. 16 17 18. Đến 21. Rồi đến 31. Ok, anh sẽ có 31 bước để lắp được bạn rồng Dragonite này nha. Và chúng ta sẽ có thêm được một số bước nữa để chúng ta để lắp được quả cầu luôn. Thì trong tập này anh sẽ lắp luôn vừa là bạn Pokemon Dragonite và chúng ta có thêm một quả cầu nữa để gắn bên cạnh cái đế luôn. Không biết là khi mà gắn nó có vừa cái đế không, thì vì anh thấy là cái cánh của rồng nó rất là rộng ha. Rồi, phần bụng này, phần bụng của rồng sẽ có màu kem, màu da đó các em. Rồi. Ok ha, và bây giờ anh sẽ lắp này. Thì anh hy vọng các em sẽ thích cái video này, cũng như là cho anh một like, một đăng ký nha. Anh xin cảm ơn rất là nhiều. Và ok, chúng ta có bắt đầu lắp nào. Let's go.
Ok các em, thì sau khi tầm khoảng 1 tiếng thì anh đã lắp xong được bạn Dragonite Pokemon. Ok, và rất là dễ thương luôn các em ơi. Anh thấy thì cái màu nó rất là khác xa so với cái hộp ha. Cái màu trong hộp này nó cái màu đậm này, nó hơi tối ha. Nhưng mà khi mà lắp xong thì anh thấy những cái màu vàng ở này thì nó anh lại thấy đẹp. À, xin lỗi các em vì hình cái lúc đầu thì anh thấy nó lúc chưa lắp ấy thì anh thấy nó hơi màu hơi hơi xấu ha. Nhưng bây giờ thì là khi về sau khi lắp xong ấy thì anh thấy rất là đẹp luôn. Cái màu nó cũng từ từ cái nhân vật chính, từ từ cái nhân vật chính ở trong cái phiêu hình luôn. Ok, Dragonite. Nếu mà nhân vật chính ha thì cái bàn Dragonite này sẽ có màu vàng tươi. Nhưng mà không sao, cái trong cái bộ lắp ráp này thì chúng ta sẽ có một cái màu hơi tối ha. Ok, rất là dễ thương. Thì cái phần cánh này này, đây thì anh thấy cái phần cánh này nó hơi lỏng nha. Đây, cái phần bên cánh này, nó hai bên luôn nha các em. Thì anh thấy là hơi lỏng này. Đó, thì đây cái phần cánh nó rất là dễ bị rớt ra ngoài ha. Rồi, chúng ta sẽ thấy đây là cái phần móng vuốt này. À, con mắt nha. Hai cái sừng, cái sừng cũng rất là dễ rớt nha. Đó, chỉ có hai cái thanh này thôi, nên là nó hơi lỏng này. Ok. Và lắp luôn được cái trái bóng Pokeball, anh đã lắp được phía sau cái phần phần sau của cái đuôi của Dragonite luôn ha. Mà sao anh thấy cái phần đuôi nó hơi bị cục này. Nếu mà anh nghĩ là tại vì là Dragonite nó không có lửa giống như Charizard hoặc là Charmander, cho nên là cái đuôi nó hơi bị cục ha. Nếu mà phần đuôi này mà anh nghĩ là nếu mà nhà sản xuất nó cho làm cái đuôi nó hơi mấp ra xíu ha. Đó, nó kiểu như là nó hơi mập ra chút ý, thì nó sẽ dễ thương hơn. Rồi, thì các em thấy thế nào về bạn Dragonite này nè. So cute luôn. Ok. Rồi, như vậy là anh đã có được thêm Dragonite và bộ sưu tập Pokemon dạng các block Lego của anh ha. Rồi, nếu mà các em thích cái video này thì xin cho anh một like cũng như là một đăng ký nha. Anh xin cảm ơn rất là nhiều và chúc các em có một ngày học tập cũng như là xem video của anh thật là vui vẻ nha. Rồi, video của anh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau. Ok, bye bye nha. Yeah. Bye bye.